Ngay sau khi Nga tuyên bố tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Mỹ và Liên minh châu Âu đã áp đặt các lệnh trừng phạt, trong đó có ngành công nghiệp vũ trụ. Sau đó là cuộc chiến cấm vận có nguy cơ phá vỡ hoàn toàn hợp tác quốc tế trong không gian. 61 năm sau ngày nhà du hành vũ trụ Liên Xô Gagarin trở thành người đầu tiên bay vào không gian ngày 12 tháng 4 năm 1961, ngành hàng không vũ trụ Nga và thế giới đang đứng trước những thách thức mới. Phóng viên Nhật Linh điểm lại các bài báo đáng chú ý. Phương Tây ban hành lệnh cấm bán các sản phẩm của ngành công nghiệp vũ trụ sang Nga, thì Nga cũng đình chỉ hợp tác với châu Âu về các vụ phóng từ sân bay vũ trụ Kourou, triệu hồi các chuyên gia và tuyên bố ngừng cung cấp động cơ tên lửa cho Mỹ. Nga cảnh báo có thể dừng hợp tác với phương Tây trong các sứ mệnh không gian khi châu tuyên bố chấm dứt hợp tác với Nga trong dự án ExoMars thám hiểm sự sống trên sao Hỏa. Người đứng đầu cơ quan vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos Dmitry Rogozin cảnh báo nếu dừng hợp tác, ai sẽ cứu trạm vũ trụ quốc tế khỏi trạch quỹ đạo và rơi xuống lãnh thổ Mỹ hay châu Âu. Trước tình hình địa chính trị, cơ quan vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos đang xem xét khả năng tách phân đoạn quỹ đạo của Nga khỏi trạm vũ trụ quốc tế để phát triển một trạm dịch vụ quỹ đạo độc lập. Trước đó, Roscosmos cũng cho biết các tàu vũ trụ được tạo ra ở Nga trong tương lai gần sẽ có mục đích kép. Trạm vũ trụ mới của Nga sẽ có khả năng quân sự nếu tình trạng thù địch với nước này vẫn tồn tại trên thế giới. Không bay tới sao Hỏa thì hạ cánh ở mặt trăng. Moscow đang cùng Bắc Kinh triển khai công tác điều phối và hỗ trợ kỹ thuật lẫn nhau trong các sứ mệnh thám hiểm không gian, trong đó có dự án trạm nghiên cứu mặt trăng quốc tế. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.